nhiên nó vỡ thì thôi. Cái này nó tự nứt rồi. Thế là nó có những gì để thể nó bị một tác động tương tự thì như là anh mà mất thì được một số. Hai. そうそうそうそう. Yes. Xe an toàn thì thầy Cano dạy chúng tôi rất là nhiều về kỹ năng làm giảng viên, làm sao cho tốt, làm sao để truyền đạt tốt tất cả những kiến thức mà mình đã được học tới khách hàng của mình. Cái ghế này thì có thể điều chỉnh, có thể cho cháu rửa ra. ベトナムの交通事業や社会水準を増す、早期不良の改善を加え、より良い国民の身を発展させるようなことを大変化しております。皆様方の笑顔のために、国民の持っている車を提供し続けるのはもちろん、交通事故のない社会に向けて、これからも多くの国民に助かり、